Diễm My vẫn chưa được tìm thấy ở tỉnh Thất Bồng Lai, người nhà lo lắng đợi thông tin từ chính quyền. Tối 6 tháng 1, thông tin đã tìm thấy Diễm My ở tỉnh Thất Bồng Lai khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trước đó, cô gái sinh năm 1999 này đã được gia đình tìm kiếm nhiều năm liền. Được biết, thông tin bắt nguồn từ livestream của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng cùng một số nhân vật khác vào tối 6 tháng 1. Khi đang trò chuyện, mẹ Diễm My nhận được tin báo đã tìm thấy con gái. Ngay lập tức, bà đã cùng chồng đứng lên để đi nhận con. Tuy nhiên, mới đây trao đổi với phóng viên, bà Mai cho biết hiện chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Người ta gọi điện tới nhưng cuối cùng chúng tôi không liên lạc được. Đây không phải là cuộc gọi từ cơ quan chức năng. Hiện tại gia đình tôi vẫn đang đợi thông tin từ chính quyền. Trong một diễn biến gần nhất, vào ngày 4 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những lùm xùm tại tỉnh Thất Bồng Lai. Khi cơ quan chức năng đang làm việc, an ninh được thắt chặt tại các chốt chặn và cơ sở này cũng được thiết lập để tránh người dân hiếu kỳ tụ tập đông đúc. Tại đây, bố mẹ Diễm My cũng có mặt để chờ đợi. Trước đó, vào năm 2019, cô gái Diễm My sinh năm 1999 từng đến tỉnh Thất Bồng Lai xin tu tập nhưng không được gia đình đồng ý. Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con tu hành tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn. Bà Tuyết Mai từng chia sẻ suốt 2 năm qua, vợ chồng bà không thể gặp được con. Vào năm 2020, vợ chồng bà từng nhận lại con từ cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, sau buổi làm việc với cơ quan công an, ông Lê Tùng Vân giả vờ bị tăng xông và nằm dài ra ghế đá ở sân trụ sở công an, đòi trả Diễm My. Hộ gia đình bà Cao Thị Cúc cũng đã lớn tiếng cho rằng công an đã giấu Diễm My. Liên quan đến sự việc tại tỉnh Thất Bồng Lai, cơ quan công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân, người điều hành tỉnh Thất Bồng Lai, tổ chức gây xôn xao dư luận thời gian qua về các tội gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân và đặc biệt là hành vi loạn luân. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ADN của ông Vân trùng khớp với một số người sinh sống tại đây. Từ đây, công an xác định ông Vân có hành vi loạn luân nên tiến hành khởi tố. Theo số liệu, đến ngày 22 tháng 9 năm 2020, tỉnh Thất Bồng Lai có tất cả 18 người hiện đang sinh sống. Trong đó có những người đã từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình như tu sĩ gồm Hoàng Nguyên, sinh năm 1990 và Nhất Nguyên, sinh năm 1991, tham gia cuộc thi hát bolero tuyệt đỉnh song ca của Đài Vĩnh Long. Năm chú tiểu tham gia thách thức danh hài và tiểu Nico Lê Thanh HT từng tham gia The Voice Kids 2014. Trước đó vài tháng, ông Lê Tùng Vân từng khẳng định, thầy đây cả một đời tu, không vợ không con mới có đủ kinh nghiệm dài dặn để dạy lại cho những đứa trẻ sau này. Và để chứng minh bản thân chỉ một lòng hướng thiện, vị sư thầy còn treo thưởng cho bất cứ ai đưa ra manh mối mình có vợ con. Thậm chí Lê Tùng Vân còn treo thưởng 1 tỷ cho ai chứng minh mình từng là vợ của ông. Nếu có bất cứ một cô gái nào trên đất nước Việt Nam này hoặc một cô gái đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Úc, nước nào cũng được, dám giơ tay nói tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân, chưa cần biết lúc đó ra sao, tôi Lê Tùng Vân sẽ tặng cô gái đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hoặc 1 tỷ tiền Việt Nam, ông Lê Tùng Vân nói. Sự thật gây sốc được hé lộ khi cơ quan chức năng thông tin về kết quả giám định ADN ông Lê Tùng Vân và các thành viên tỉnh thất khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng từng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội.